Thành phố Hồ Chí Minh huy động xét nghiệm 5 triệu người như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh lập 1.000 đội lấy mẫu, nâng công suất xét nghiệm lên 50.000 mẫu cùng với các đơn vị y tế của các bộ, ngành đóng trên địa bàn. Tổng năng lực xét nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 20.000 mẫu đơn trên ngày. Để chuẩn bị mở rộng xét nghiệm, ngành y tế đã mở thêm một cơ sở xét nghiệm đặt tại bệnh viện Ung bướu cơ sở 2TP Thủ Đức với năng lực xét nghiệm 30.000 mẫu đơn một ngày. Như vậy, tổng công suất xét nghiệm của thành phố đạt 50.000 mẫu đơn. Nếu gộp 10 thì sẽ đạt tiêu chí xét nghiệm 500.000 mẫu một ngày, ông Tâm nói. Như vậy, tổng công suất xét nghiệm của thành phố đạt 50.000 mẫu đơn. Nếu gộp 10 thì sẽ đạt tiêu chí xét nghiệm thành phố đang triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho hơn 5 triệu người tại tất cả quận, huyện và TP Thủ Đức từ ngày 26 tháng 6 đến 5 tháng 7 với mục tiêu 500.000 mẫu một ngày. Hiện, chính quyền thành lập 1.000 đội lấy mẫu gồm 3.000 nhân viên y tế, 6.000 sinh viên y khoa. Trong đó, 600 đội được chia về quận huyện, 400 đội còn lại sẵn sàng điều phối ở các ổ dịch mới phát sinh. Để tăng tốc độ, từ ngày 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh thí điểm test nhanh kháng nguyên tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm phức tạp, tầm soát diện rộng quanh các khu cách ly, phong tỏa, các điểm có nguy cơ cao. Theo bác sĩ Tâm, mỗi loại xét nghiệm có giá trị khác nhau. Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, tỷ lệ ca dương tính ncov tương đối cao, việc test nhanh có ý nghĩa rất lớn. Đặc biệt, với bệnh nhân có triệu chứng, xét nghiệm nhanh giúp phát hiện sớm, cách ly ngay những ca F0. Test nhanh sẽ được ưu tiên sử dụng tại khu phong tỏa, nơi có tỷ lệ dương tính trong cộng đồng cao. Ngoài ra, thành phố sẽ triển khai hình thức này ở các khu cách ly tập trung, giúp chủ động ngăn chặn sớm sự lây lan. Tại các khu cách ly tập trung, Bộ Y tế quy định xét nghiệm RT-PCR 3 lần, riêng thành phố Hồ Chí Minh nâng lên xét nghiệm 5 lần, kèm thêm test nhanh, bác sĩ Tâm nói. Test nhanh cũng được ưu tiên sử dụng tầm soát người làm công việc thiết yếu trong những ổ dịch, nơi khoanh vùng, những người làm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Dự kiến, thành phố sẽ triển khai hướng dẫn doanh nghiệp tự sử dụng test nhanh. Yêu cầu tăng năng lực xét nghiệm lên 500.000 mẫu một ngày được đặt ra do số ca mắc liên tục tăng cao, xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện chưa rõ nguồn lây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.